À, mấy lâu nay mình làm ăn cực khổ quá, bây giờ dư được chút đỉnh thì phải hưởng thụ chứ. Chứ bộ ngu xong, nếu ngu rồi để chết xuống âm phủ làm ma nhịn thềm, nhịn thềm. Nghe cái hội thường nhậu tụi nó nói quán chú A Xìn lúc này có cái nhiều món nhậu đặc biệt lắm. Bữa nay dân chủ nhà gà dục như tên. Bây giờ đi chơi nha, bữa nay xả láng bữa nha. Ê, xin chào mấy. Ôi, ông đi đâu không? Quán A Xìn trực chỉ. Dạ, mời ông lên xe. Lên liền. Ôi trời ơi, đẹp quá, đứng trong quán trời hở đùi, hở cho đến hở ngực, trời trắng qua trắng dùi á, trời ơi, đã quá, trời tôi mô gì, trời ơi, hết trắng đẹp quá trời, muôn hùng quá, tôm. Rồi. Dạ, cho ông cho xin 5,000 nha. Nhiêu? 5,000. Cho 5,500 nè. Cảm ơn ông. Bữa nay chơi mà, chịu chơi rồi. Chúc ông vui vẻ nha. Rồi, đi. Ồ, sao kỳ vậy cà? Mình nhớ hồi trước ở đây là quán thịt cầy, mà sao bữa nay lại nên đổi cái bảng khác là quán thịt ngựa cà? Chào chú Hai. Chào ông chủ. Mời chú Hai vô à. Chú Xin à. Dạ. Bộ lúc này chú đổi gu rồi hả? Không có bán thịt cầy nữa sao? Thôi lì không có biết. Bán thịt cầy ê quá. Ngô mới chuyển qua bán thịt ngựa đó mà. Chuyển qua vậy rồi bán có đắt không là vẫn ế như trước? Đâu có ế được. Lì không thấy lúc này người ta mở nhà mili máy lạnh á. Dách xịt tô văn á. Dách cái gì dài rồi răng? Ông á, dách tô văn á. Là cái gì ở nhà hàng đó hả? Đúng rồi. Lý vô đây, Lý sẽ thấy liền à. Thấy cái gì? Thấy thì thấy. Vô đây, Lý sẽ thấy. Khác lúc xưa, khác sao? Không còn hiểu tình dân. Ôi, sao mát quá mà. Thì vỡ cái máy lạnh nó xịt ra. Đèn mờ mờ, đó xanh xanh người với người có thấy mặt nhau. Lèn xanh xanh lọ lọ cho không khí chữ tình, ngõ biết làm ăn lớn nên dẹp quán thịt cầy. Thịt ngựa bây giờ lắm kẻ rất mê, lì thử một lần lì cũng mê luôn. Vậy mau mang ra thứ bồi đặc biệt cho hai giới này thưởng thức nhất phen. Nếu thấy bắt hồi thì ngày nào nhai cũng ghê vô. Cái này có ngay chỗ hai được rồi đó. Bố kỳ, cho một bó thịt ngựa đặc biệt lẻ đi. Nhớ lấy loại ngựa trẻ trẻ nghe chưa? Chú Xin. Dạ. Ở đây bữa có hai loại ngựa hả? Dạ thưa chú Hai, ở đây nhiều loại lắm à. Mời chú phải mồi á, chú biết không? Mồi là phải hợp với khách chứ. Lớn tuổi rằng yêu, mà rằng yêu thì khoái thịt trẻ. Chớ rằng yêu mà lem thịt già da nhách làm sao ăn liệt. Vậy thì quá tốt rồi. Nhưng mà tôi hỏi chú cho mỗi ngày chú bán được mấy trăm con ngựa ? Chú Hai biết không, từ bữa mà khai trương tới bây giờ có 3 con ngựa thôi. Rồi, có 3 con à. Mà bán hoài không hết á. Một con ngựa trẻ trẻ nè ha. Một con ngựa già già ha. Một con ngựa sồn sồn ha. Quên nữa chú Hai, uống cái rượu gì à? Ở đây có rượu gì ngon mà bổ không? Có chứ, ở đây toàn là rượu đặc biệt không à. Chú Hai uống thứ nào? Mã Quyết Tử hay là Mã Bính Tử? Mã Quyết Tử hay là Mã Bính Tử? Luôn. Mã Quyết Tử là rượu gì? Là rượu huyết ngựa đó. Huyết con ngựa đó hả? Đúng rồi. Vậy mà tưởng đâu giết con ngựa ngoài mã chứ. Không phải, huyết là mau đó. Huyết là mau. Đúng. Còn Mã Bính Tử là gì? Mã Bính Tử là cái rượu mà, cái rượu rượu là cái con ngựa nó ngâm rượu á. Ngâm? Trời đất ơi, nói gì không biết, ngâm mà ngâm gì? Ngâm cái kho lói qua chú Hai ơi. Ngâm cái gì thì nói đại đi, gì mà khó nói hoài à. Thì ngâm cái của cái con gì? Của con ngựa đó. Trời, của con ngựa, nói nghe không hiểu thôi. Thôi được rồi. Dạ. Mã Bính Tử là rượu trắng hay là rượu thuốc hoặc là rượu chai, nói tôi nghe coi. Hay ngồi nhớ là chú Hai ơi. Rượu Mã Bính Tử, cái hội mà thường nhậu của chú Hai á, gọi là cái rượu mà ông uống bà khen đó mà.
tôi biết rồi, ông uống bài kia, ông uống rượu vô cái rồi. biết. Thôi rồi rồi, cho ngộ cái Mã Bính Tửu đi không? Dạ có liền chứ. Thịt ngựa đặc biệt. À chú hay in chi có liền. Ê, bố kì, một bít Mã Bính Tửu. À, thôi rồi, chúc chú hay ngồi ăn uống ngon lành ha. Chúc chú hay mạnh giỏi nha. Cảm ơn chú. Ngộ phải ly tiếp khách à. Dạ, xin chào anh hai. Anh hai ơi. Chào em à. Cho phép em ngồi đây với anh hai cho vui nha. Đang cầm. Giò đẹp quá. Sao nó trường tốt. Nói chuyện thôi còn lấy cái tay bóp giò em nữa. Tạc anh vậy nó ư thoải mái vậy. Em cứ tự nhiên. Dạ. Có người đẹp ngồi kế bên ai ngu sao mà không mà lại từ chối. Anh này cảm ơn anh nha. À. Anh lịch sự quá à. À, em ơi. Dạ. Cho anh hỏi thăm nghe em. Hỏi gì anh? À, quý danh của em là gì nhỉ? Em hả? À, dạ. Em xin tự giới thiệu. Em là Lon. À. Marie Lon. Yeah. Tên đẹp quá. Dạ. Marie Lon. À, không phải đâu, không phải Lon đâu. Mà là Lon, Marie Lon. Ủa, không phải Lon hả? Dạ. Tên gì mà không đặt sao nhà đặt tên Lon? Dạ, tại anh không biết đó. Chứ thời buổi bây giờ là thời buổi mô đen. À, mô đen. Nhưng những có biết bao cái tên nghe cũng lạ, như Bích Lai là Bích Lộc. Sao em lại nhẹ đặt cái tên Lon? Dạ, cái tên Lon nghe dễ lắm à. Dễ là. Dạ, trong nhà chỉ có mẹ Lon là sáng nhất, nên em muốn quảng cáo rằng em như Lon biết đi má. Hả? Biết rồi. Anh hai ơi. Ê. Ai muốn làm quen phải là người sang cả. Anh sang lắm nè. Dạ. Mới mong lọt được mắt xanh. À bây giờ anh mới hiểu ra. Sát sát chút em, sát chút. Chàng chàng tay quá, chàng 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 tay quá. Anh đi quá. Làm sao đỡ chết tôi á. Gì? Anh ơi. Ơi. Coi cái tay kìa, cái tay kìa. Bậy quá. Anh đừng tránh. Anh ơi. Ơi. Cho em hỏi nha. Tự nhiên. Em hỏi cái này nha. Ừ. Còn anh. Gì? Anh tên gì ạ? À, em muốn biết quý danh anh ha. Dạ, quý danh á. Đẹp vô cùng. Tên gì vậy? Tên. Dạ. Em nghe cái mặt em xanh liền à. Gì vậy? Bộ tên anh là tên gì mà sao xanh vậy? Em thấy em nghe em mê đó. À vậy hả? À, nghe nè. Nói thử em nghe coi. Anh tên là Hăng Rô Nhái. Hăng Rô Nhái. Anh nói anh tên vậy. Trời, hai lần rồi mà chưa nghe rõ nữa hả? Chưa. Hăng Rô Nhái. Hăng Rô Nhái. Sao vậy anh? Tại gì đâu, có gì đâu lạ. Tại vì em nhìn nè, em nhìn thấy nè không? Em định kê gần đụng à. Thấy hàm răng anh không? Sao vậy? Hơi hô chút thằng. Để hả? Anh hăng rô á. Ờ vậy hả, hăng rô là hô răng á. Còn tên nhái là gì? Dạ. À? Anh nhỏ con. Dạ. Nhỏ con nhưng mà từng khi dễ nghe không? Dạ. Nhưng dạ. Lại bắt trước dạ. Được cái tiếng gì cũng được đó nha. Anh ấy quỷ anh vui tánh quá à. Em chịu vậy á. Em biết không, anh nói em nghe chưa? Dạ nghe. Vì tên anh nhái là thì anh bắt chước tiếng gì cũng được đó á. Dạ. Nên anh lấy tên là Hăng Rô Nhái vậy đó. À vậy hả? À. Trời ơi anh vui tánh quá à. Em cũng vậy. Dạ. Không, tôi ghét ghê vậy à. Nói tao đập cái đùi người ta luôn à. Mai tao đập chỗ này nữa được. Ê,
À, thôi bây giờ em muốn gì không? Dạ thôi uống đi. Em mới uống, em mới uống rồi. Đây nè, em thấy bóp anh không? Dạ. Có tiền dư rồi. Dạ. Uống gì uống đi. Hay là em uống mã bính tửu. Mã bính tửu cho nó sung. Thôi anh ơi, em không biết uống rượu. Em không biết uống rượu. Dạ. Đừng nói ngọng nè, chữ rượu nó ngọng nghe kỳ lắm à. Em thích nói chuyện với anh, thích nói vậy à. Vậy thì em uống thứ gì kêu đi. Dạ thôi được rồi. Hay là em ngại để cho anh kêu cho. Ê, có cái gì ngon không à, sư phụ kỳ? Lấy thứ thiệt quý đi, cho ly nước trà đá đi. Thôi anh ơi, đừng làm trà đá, em muốn không quen. Chứ em muốn gì? Thôi anh cho em ly cam dắt đi. Hai trái à nha, hai cái cam à, với sữa tươi hột gà, đừng có lấy đường. Chứ không lấy đường sao uống? Bỏ sữa ông thọ. Nhớ nghe không, bỏ sữa ông thọ nghe. Đã từ chối, giờ môi anh rung rồi. Nghe kêu mấy thứ môi anh rung rồi. Ly này chắc ít lắm cũng 10.000. Trời ơi anh cho. Ê, ông chủ ơi, nãy giờ lâu quá mà chưa có thấy mồi. Vậy ông chủ, bưng mồi lên đi. À, chào anh hai, hay có gì mà kêu mồi á. Trời ơi, nãy giờ sao đem mồi ra cho tôi? Lo mồi đó. Trời đất ơi, mồi gì mà trên bàn chỉ có dĩa hột điều, chứ mồi miết gì đâu. Thì mồi đó chứ còn mồi ở đâu nữa. Nhưng mà tôi hỏi chú chứ thịt ngựa đặc biệt đâu? Ủa, cười gì vậy Loan? À, Lị thấy chưa? Cái gì đây? Cô cười Lị á. Cười cái gì? Môi người ta đem ra rồi mà nãy giờ không biết gì hết trơn hết trời. Nè, đừng có tính gạt tôi nha. Bây giờ tôi nói cho Lị biết, hồi nãy giờ tôi có gấp được miếng mồi nào đâu mà nó là đem ra mồi rồi. Cái đó là tại Lị không chịu gấp chứ, ngồi đem ra nãy giờ rồi chứ bộ. Đâu, mồi đâu? Chị ngồi kế bên đó. Mồi ngồi kế bên? Đúng rồi. Té ra. Bộ ở dưới chắc là đau quá lên nè. Không có biết à. Trời đất ơi, ngộ kêu thịt ngựa là thịt ngựa để ăn liền chứ đâu phải thịt ngựa banana này. Ủa banana là cái gì ngộ mậu có biết à? Anh hai đừng có nói tiếng ngoại quốc, ngộ không có dành. Tiếng nói tiếng ngoại quốc không dành gì? Tức là thịt ngựa để sực, để nhắm, hiểu chưa? À, dạ, ngộ hiểu rồi. Chứ ngộ đâu có kêu mà thịt ngựa mà hình chéo này đâu. Hình chéo nữa, anh nghe nói tiếng Mãi Quốc nữa, ngộ không có biết. Ý tôi muốn nói tôi thèm thịt ngựa bốn chân chứ không phải cái loại hai chân này. Ây da trời ơi, ngộ hiểu rồi, nhưng mà cũng tại Lị hết trơn hả trời á. Tại tôi sao? Thì tại Lị ăn với lùng tung nên mới lòng sống tùm lum. Lúc mới vô Lị là lối ôm sầm, lào là cho một cái mùi gì đặc biệt. Rồi bây giờ Lị lại chê bai. Thì tôi kêu mồi là để lai lai, hiểu chưa? Mà chờ hoài sao không thấy bừng ra. Hồi lặt ở đây làm rồi biết nói rằng, biết sức nước qua biết ca nhạc chữ tình. Thôi ông nói gì nhiều với hạ khách nhà quê. À, cái gì mà xí anh dữ vậy không biết. Nói vậy ở đây không có thịt ngựa hả? Thì đó là thịt ngựa chứ còn thịt gì nữa. Lị không có biết ăn thịt ngựa gì hết trơn hết trời. Thôi ông chủ à, để cho ông đi chỗ khác mà kiếm thịt ba cái con ngựa ở trường đua Phú Thọ. Chán quá trời quá đất, gặp cái loại khách nhà quê này mất giá trị hết. Đúng rồi. Cái gì vậy? Buông ra để tôi đứng dậy. Làm gì đánh kéo hoài vậy? Thôi mà đánh chết giờ. Ghê, ngồi xuống đi. Ê, anh hiểu rồi. Hiểu chưa? Ngồi với anh đi, cho anh xin lỗi mà. À, như vậy là Lị biết rồi đó. Đây là lần đầu tiên cho nên anh không có biết. Ngồi xích vô chút xíu coi. Cho chút coi. Đúng rồi. À, như vậy đó. Ngồi cũng chết rồi. À, như vậy là biết, ngồi Lị biết thì sẽ kê thịt ngựa rồi đó. Bây giờ ngồi ngốn rồi. Không cần ăn mà ngốn rồi. Mẹ chứ ông khách này qua. Anh em ơi, má bính tửu với thịt ngựa này tôi lay lay, mặt đó chứ chưa thật say. Tôi chưa say nên nhấp nhấp thêm được vài. Ai chưa say thì uống với tôi ly này.
đâu? Chủ đâu rồi? À, chào cậu Tú, có ông chủ đây. Cậu Tú vẫn tới hả? À, mà dường như cậu Tú dù ở đâu rồi thì phải hả? Phải, nhưng mà bây giờ tôi muốn uống nữa. Đem cho tôi một lít lạ lên. À, có được rồi. Ê, một kì, một xì. Đi. À, gì một xì? À, cũng một xì thôi, không nịnh quá rồi. Tôi đã nói là một lít là một lít. Đúng rồi, một lạ lên. Một kì, một lít đủ à. Mà biết tụ. Ông chủ đâu? Dạ, có chủ đây. Ông kêu con Marilon đến gặp tôi mau. À, Marilon à? À, Marilon lắm mắc kẹt rồi. Không có kẹt cái gì hết á. Kêu nó tới đây lẹ lên. Dạ, tới liền. Ê, Marilon, Marilon. Gì đó ông chủ? Cái thằng Tu Đa Tình nó tới, nó kiếm Lị đó. Nó kêu Lị qua bên gặp nó liền kìa. Ông nói với nó là tôi không có đặt. Hả? Ông nói là tôi không còn quen biết gì với nó hết á. Tại sao vậy? À, lúc trước ngộ thấy Lị với nó thân thiết lắm mà. Tại vì lúc đó nó có tiền. Còn tiền, rồi bây giờ thì nó hết tiền rồi, ai mà quen làm chi nữa. À, hết tiền hết quen hả? Ừ. À, lúc rồi. Hết tiền hết quen, còn tiền rồi. Còn tiền còn bạc thì còn hùi hùi. Ừ. Hết tiền hết bạc thì hết tù ti tù ti. Cái này cậu Tú, cái con nhỏ mà gì đồng lo loay, nó hết quen với cậu rồi. Cậu đừng có hỏi, đừng có tìm kiếm nó làm chi nữa ha. Hết quen rồi. Đúng rồi. Phải mà. Khi tiền hết thì tình cũng bay đi. Không bận lòng còn đây mà người đã quên rồi. Trời ơi, tôi muốn phá cho tất cả nát tan. Xin Lý hãy bình tâm, đừng quay ở đây mà tội nghiệp cho A Trình. Mà Di Long ơi, mày qua đây một chút xíu, kéo không nó quậy hết tan hết buồn, ngộ hết kiếm tiền. Thằng nào quậy? Nghe người ta nói không? Mày còn lớp tới đây làm chi nữa? Còn mày, mày tới đây để làm gì? Tao tới để gặp nàng, vì tao cũng yêu nàng. Nàng cũng nói nàng yêu tao. Nàng xài tiền của tao hết trọi rồi, bây giờ nàng nỡ đá tao đó mày à. Còn anh Tài nữa, anh đã nghe hết rồi. Vậy thì anh cũng phải vui lòng rút lui có trật tự. Đối với tôi, tình yêu chỉ là giai đoạn, và giai đoạn vui vẻ đó đã qua rồi. Phải, tôi biết giờ đây tình ta đã hết. Khi chén tình đã khô đã cạn, thì người ta không còn liên tiếc những phút giây êm đềm tha thiết. Chỉ còn lại mình tôi. Tôi nhớ, tôi thương, tôi sầu, tôi hận, và tôi tự trách tôi đã lạc lối trên đường thương đau đầy ải nhân gian. Ai chưa qua chưa phải là người, trong thói đời cười ra nước mắt xưa
với ai cùng nhau hẹn ước. Giờ xa cơ người bỏ ta đi, còn rắc rối nhau chi. Nè, tiền ra đi tình cũng đi theo, ai không đâu giữ lại làm gì. Hãy về tìm vui nơi khác, chưa tới đây vùng đầu đơn gì. Chuyện ngày qua như vũ chim bao, đừng lưu luyến chi tên. Dù chân ai gợi niềm cay đắng, nhưng suy tư yên đắm đường trần, mình còn ai đâu để vui. Chót xa vung lầy nhân thế, có ưu tư buồn phiền nên sám hối. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta dần cuộc đời. Soi bóng trong đêm một mình ta lặng lẽ đếm từng bước chân đi vào cõi nhớ ân tình. Hãy trả lời đi, ai đã cùng ai theo dệt giấc mơ vàng. Những dấu chân xưa từng nhiều nhau qua lối nhỏ, ai bây giờ muốn xóa cho tan. Mình quý người ta ở lòng dạ thanh cao, thân sen tuy vướng bụi bùn mà vẫn khát khao ngày giải thoát. Mình đợi mình mong mình chắc chiêu từng năm tháng, vậy mà tình tình người ta quên lời giao ước. Biết tôi như vậy, anh còn trách làm gì? Anh hãy đi tìm người khác xứng đáng hơn. Còn tôi, không còn muốn thay đổi gì nữa hết á. Trời ơi! Trời! Trời ơi! Trời! Tôi biết! Tôi biết rằng tôi đã gieo khổ cho anh, nhưng anh cũng hiểu cho tôi không thể sang bằng. Được yên ổn, tôi có quyền trao tình với người mà tôi mới chọn yêu. Cũng như với anh, tôi chấp nhận làm kẻ nhân tâm, vì trong lòng tôi không còn xúc cảm. Anh cứ tha hồ nguyện rủa, nhưng tin đừng quấy rầy hãy để tôi yên tâm. Nói ít mong anh hiểu nhiều. Chào anh. Kìa, nhái. Nhái ơi, nhái chờ em có lâu không cưng? Khốn nạn. Được rồi, mày yên tâm đi. Bữa nay tại xã láng này sẽ chơi xã láng luôn á. Thôi về. Hai thằng bạn đồng chung cảnh ngộ, về chung đường cho rồi đi. Để yên cho người ta làm ăn. Về, đi về mà. Ê, anh kia trả tiền cho ngộ chưa? Chưa có trả tiền mà. Ê, đi đâu á? Trả tiền cho ngộ chưa? Ôi trời đất ơi, cái thằng em giật ra. Tao đó. Tao. Đây.
À ơi bà này lạ quá trời ơi, đó còn nghe không có ra đó. Bà mới lên đó bà. Ủa sao bà nói bà về quê tới nửa tháng lận mà. Con tính nhỏ dưới nửa tháng. Dạ. Con chuyện cần tao có trở lên sớm đây chứ. Vậy hả? Mà nãy giờ mày làm cái giống gì mà để tao kêu rác hổng vậy mày? Con đang gây lộn á. Mày gây lộn? Dạ. Gây lộn với ai? Dạ với heo. Hả? Mày mà đi gây lộn với heo. Dạ nó cả chân à, mình phải gây chứ nhịn sao được. Bà nghĩ coi, phần ai nấy ăn, phần nó ăn con có dành lần nào đâu. Vậy mà tôi con mua con mới để kế bên chuồng chưa kịp ăn, nó thò mỏ đốt sạch ra trời à. Thôi dẹp chuyện đó đi. Tức á. Lát nữa đi ăn cơm tiệm với tao nè. Hả? Đi ăn cơm tiệm với bà? Hờ. Lâu lâu bà đãi con bữa vậy đó. Dạ cảm ơn bà. À nhưng thôi. Ủa sao lại thôi? Thôi là nãy như con bình dân quen rồi, con ngại vô quán vô tiệm lắm á. Mà nếu mày không thích thì thôi. Dạ thôi là sao? Thôi thì mày nói tao thôi thì tao thôi. Không có phải vậy đâu, đừng có thôi vậy. Thôi vậy khó chịu lắm. Ý của con nói thôi đây là thôi không có ăn cơm tiệm á. Thì không ăn cơm tiệm mà tao cảm ơn mày. Nhưng mà nó lấy tiền á. Cái gì? Không ăn là lấy tiền á, cái lực nó vậy á. Trời ơi, muốn xin tiền thì nói xin tiền đi. Được rồi, chút nữa tao cho. Dạ. Tận. Dạ. Nghe tao hỏi nè. Dạ. Ông mày đâu rồi? Dạ ổng anh đi mất tiêu à. Đi đâu mà mất tiêu? Dạ con đâu có biết. Sáng con mở mắt ra thấy ông không còn ở nhà nữa. Ông đi từ hồi nào rồi á? Chắc khuya quá à. Trời ơi, tao nghe thím tư uống nhắn là ông mày mấy bữa nay ở trên này nha, ông lạng quạng lắm mà nha. Dạ lạng quạng làm sao bà? Thì có nghĩa là ông có dấu hiệu thay đổi đó. Có dấu hiệu thay đổi? Phải không? Nha, về chuyện thay đổi thì ông thay đổi quá chừng á. Thay đổi lộ liễu á. Thay đổi rõ ràng á. Chứ đâu phải là dấu hiệu chút chút đâu bà. Tao nghi mà. Ủa bà trúng gió hả gì ạ? Tao nghi cơn ghen dồn dập lên mày ơi. Người tao nghi là có mà. Tấn. Dạ. Nói cho tao nghe coi ông thay đổi ở cái điểm nào, chỗ nào, khoảng nào. Thì sáng ông thay bộ pyjama ra, cái ông bận bôi đồ tay vô. Chiều cái ông thay bôi đồ tay ra, ông bận bôi đồ quét vô. Rồi tới tối ông thay bôi đồ quét ra, ông bận bộ pyjama vô. Thay đổi hoàn toàn mà. Hết thay áo tới thay quần, hết thay quần tới thay áo. Không phải là như vậy. Ủa chứ thay đổi là thay gì bà? Tao nói thay đổi đây á, không phải là thay quần thay áo, mà là thay đổi tâm tình. Đang buồn bận quá ra vui, còn đang vui thì tự nhiên biến thành buồn. À con biết rồi, gần đây con cũng thấy lạ. Mày thấy lạ? Lạ lạ như thế nào? Tính tình ông con cũng có lúc bất thường. Như có bữa ở nhà ông có chịu ăn cơm. Ông ăn cơm? Mặt mày cứ hầm hầm ra điều khó chịu. Thịt cá đầy manh mà không có chịu dùng. Nhưng trời vừa sắp tối thì thiệt lạ lùng. Cái mặt đang ngầu bỗng đổi sắc tươi. Ông liền vô thay bộ đồ yên. Rồi ung dung mở cửa bước ra đường. Chiều xích lô mai chạy thẳng một hơi tới quán thịt ngựa của lão A Xin. Trời ơi, thì ra là ông đi nhậu. Vậy mà ông hứa cho tao là ông bỏ rượu rồi. Nhưng quán thịt ngựa nó có cái giống gì mà tâm trạng ông từ buồn lại đổi ra vui. Con cũng tò mò nên quyết lòng đi theo rình rập. Mày rình rập hả? Dạ. Mày thấy gì mày mau nói đi cho lẹ. Trời đất ơi, những gì mà con thấy, con kể với bà, chắc bà cũng nổi điên. Không, tao dằn nữa, tao. Quay ra gì đâu, không có thấy thịt thà, chỉ thấy mấy nàng, mắt đỏ, mắt xanh. Mặt toàn mô đen, có áo mà không có quần, cô những cặp đùi trắng trẻo thấy mà. Thấy là cặp đùi, nhìn thấy ghê, thấy ghê, và thấy ghê. Trời ơi, ngó xuống mà coi nè trời. Trời ơi, ông cho bộ con sao bà nhéo con à. Tao quên. Kể cho bà nghe, bà không cho tiền mà còn nhéo à. Rồi, kể tiếp đi bà cho tiền. Không kể nữa đâu. Trời ơi, kể đi bà, tao lại mày mà. Đây nè, tiền. Lại không ăn tiền nè, 500 nè, con 500 nè. Cái này mới giá trị nè. Trời ơi, tao chẳng ngàn luôn đi, 500 lẻ có xài lắm á bà. Rồi, 500 nữa nè. Kể đi con. Mày kể thái độ của mày ở trong quán đó làm sao, nói tao nghe coi. Dạ con thấy ông Sao?
Bà làm ơn mà đổi lại một con tờ 200 này đi, rách quá xài không có được à. Trời ơi, để đi chút nữa tao đổi cho. Con thấy ông hớn hở lắm nha. Ông tới bàn cái ông ngồi xuống cái được nha. Trời ơi. Bà nhớ chút xíu bà đổi một con luôn nha. Chứ cái tờ rách là mua hủ tiếu ăn người ta không có chịu lấy, con bị mấy lần rồi đó. Ôi, để đó tôi đổi cho mà. Dạ, hứa vậy con yên tâm. Ý tờ này nè, bà có cái tờ 500 đó, bà đổi luôn đi, con thấy nó mới qua đó. Ê mày. Dạ. Tính lợi dụng làm tiền hả mày? Thôi dạ không kể nữa. Quý sư. Không kể nữa. Đây nè. Kể tiếp đi. Cảm ơn bà. Bắt đầu cô tiếp tục nghe bà. Còn thấy ông ngồi xuống thì tức thì có một cô gái. Một cô gái? Phải. Một cô gái trẻ đẹp. Trời ơi. Một cô gái trẻ đẹp. Trời ơi. Nhéo hoài. Rồi bà làm sao nữa? Rồi bà, sao nữa? Bà nghe một hơi mấy tập làm sao con chịu nổi. Rồi nó làm sao nữa? Nói tâm đi nha. Để con kể tiếp. Rồi cái nó nhảy thoát lên đùi của ông con, hai mắt nó nhìn đắm đuối, ông con cũng lẻ làng vòng lại, ông ôm nguyên cái eo ơi. Trời ơi, cái lão già dây đá già mà còn sánh chứng, đợi lúc vỡ chắc nha là đi tìm mấy con đau nhi. Bà ơi con xin bà nhẹ tay, kéo mình mấy con nó bạch. Đừng nhéo nữa nha. Bây giờ mày mau đi tìm mày lui hổ ông về cho tao. Làm sao con biết ông ở đâu? Không biết ở đâu mày cũng phải đi tìm. Nếu cãi lời tao đánh dập chửi. Thôi con không dám đâu. Bây giờ mày có đi hay không? Đi hay không mày cho tao biết. Không. Không. Không bao giờ, không bao giờ tôi đi. Không. Không. Không bao giờ, không bao giờ tôi đi. Không. Không. Không bao giờ, không bao giờ tôi đi. Có mau hay ghen mà chồng lại thích con chen, tôi mà lén ven xen vô có ngày cần cổ không còn. Nếu bà muốn cho tôi đi xin bà đừng có tiếc chi, 10,000 bảo hiểm bỏ ra cho tôi thêm chút can trường. Bảo hiểm hả mày? Phải có tiền bảo hiểm chứ, rủi ro ông giận ông nổi cơn ông lên ông đá cái ông đạp tôi. Tôi còn có tiền mua thuốc uống vô mà. Nè, cầm tiền đi liền đi thảo nổi. Nếu đủ 10,000 rồi thì ok. Ok. Ngay bây giờ, ngay bây giờ tôi đi gặp. Bị sứ đâu không? Trời ơi, lắm quá rồi mà. Mình mới đi dắt có mấy bữa là nó ló ngoài ra liền. Được rồi, về đây. Về đây rồi sẽ biết tay bà nghe con. Dạ, dạ chào bà. Chào con. Quên. Chào chú. Dạ, xin lỗi bà cho tôi hỏi thăm. Đây có phải là nhà của ông Hai Nhái không bà? Đúng rồi, đây là nhà của ông Hai Nhái. Dạ thưa bà có phải là má ủa là vợ của ông Hai Nhái không ạ? Không, tôi là Nhái Mái. Hả? Nhái Mái là sao bà? Sao ngu quá vậy? Nhái Mái là vợ của Hai Nhái. Vậy là bà vợ của Hai Nhái à? Ừ. Vậy thì may lắm. Tôi nói cho bà nghe, ông Hai Nhái có tới tiệm may tôi đặt may một bộ đồ đầm. Cái gì? Một bộ đồ đầm. Một bộ đồ đầm. Dạ. Và dặn là sau khi may xong đem tới giao cho bà. Dạ xin bà nhận dùm. Trời ơi, chú ơi, chú có lộn không nha? Trời đất ơi, nếu tôi muốn may thì tôi đã tới tiệm may của chú đo đi tắt đàng hoàng chứ. Dạ là có lẽ ông Hai muốn dành cho bà một sự ngạc nhiên, cho nên ông Hai mới đem theo cái ni và dặn tôi may theo cái ni đó, may xong đem tới giao cho bà. Dạ. Đâu được coi. Dạ đây. Trời ơi. Dạ bà cứ tự nhiên đi. Cái áo gì mình nhỉ?
đâu đâu, thử bà thử à, đâu bà thử đi. Ê kìa kìa, bà làm gì vậy? Trời ơi, đất hết trơn. Trời ơi, cái này, trời đất ơi, áo đầm gì mà tôi không xỏ được hai cái chân vô. Vô vô bà, chỉ có hy vọng một chân thôi à. May cái kiểu gì vậy? Người tôi về mà may áo vậy sao bận được. Ê trời ơi, ủa mà sao lạ vậy kìa? Sao lạ? Nếu so với dốc dáng của bà thì phải gấp ba cái áo này mới vừa. Ê, chú nói như vậy có nghĩa là chú muốn nói tôi mập phải không? À, không phải. Đó, chú hay à nha, ăn nói với tôi phải đàng hoàng nha. Tướng gì mập là hả? Mập là tướng sang đây nè. Dạ. Biết tướng sang không? Dạ, sao, trời sao đất ơi, mập làm gì đâu mập. Dạ. Cái chồng eo của tôi đâu có nhiều, 108 mới đo rồi hôm qua nè. Còn cái dầm bông 127 cho mấy. Dạ bà, trời ơi. Dạ nhưng mà không lẽ ổng lộn. À thôi tôi biết rồi, chắc là nó may đồ này cho cái con nhỏ nào đây nè. Trời ơi, dám lấy tiền tôi mà may đồ ha, dám lấy tiền tôi mà sắm ha. Bà làm cái gì vậy? Trời ơi, bộ bà tính xé cái áo hả? Xé cho để làm gì? Bà bình tĩnh đi. Trời ơi, bình tĩnh hả? Bình tĩnh sao nổi trước một thằng trong mắt vết? Sao bà kêu ổng lại là mắt vết? Thế sao? Đúng ra bà phải hãnh diện mới phải. Hãnh diện? Dạ đúng rồi, vì ông Hai Nhái là một người vô cùng hào hoa phong nhã. Trời. Vừa mới gặp ổng có một lần mà tôi đã thấy mê. Hào hoa phong nhã có chê chỗ nào. Tuổi cao nhưng vẫn còn ranh, còn dai còn dẻo, thanh niên cũng khó bằng. Mới nhìn đã có cảm tình, mặt mày sáng sủa thông minh, tánh rộng rãi còn miệng luôn tươi cười. Tiền ổng xem như là cỏ rác, gặp cô nào ông cũng sẵn sàng bo. Mấy cô thợ trẻ ở tiệm tôi người nào cũng muốn được ông làm chồng. Trời ơi, làm chồng hả? U da đau. Trời ơi, bà làm gì nhớ lỗ tai đau cái gì bà? Dạ không phải tôi lộn mà. Cô nào cũng muốn có được một người chồng như ổng vậy đó. Đào hoa quá. Được rồi, đào hoa rồi bà sẽ. Bây giờ bà tính sao với bộ đầm này? Thôi được rồi, coi như tôi nhận bộ đồ này đi. Tiền bạc bao nhiêu đó? À, dạ bà khỏi lo, ông Hai sợp lắm. Vừa tới đặt mai là ông đã trả tiền đầy đủ rồi à. Vậy à? Dạ, nếu bà muốn bo thêm, dạ càng tốt. Được rồi, để ta bo cho vô mỏ cho phù luôn. Dạ thôi, cái đó dạ tôi không dám nhận. Dạ thôi xin phép chào bà. Dạ tôi về. Bà này coi vậy mà hiền quá. Sợp quá. Có tang chứng rành rành như vậy nè, lát nữa về đây là khỏi chối. Trời ơi, ai đây? Thiên thần hay ma quỷ? Trước đây là thiên thần, còn bây giờ là ma quỷ. Trời ơi, ông giáng xuống nhà con chi vậy ông? Tôi tới đây để tìm Hai Nhái. Hai Nhái không có nhà. Không có nhà. Bà là ai? Dạ là má. Má Hai Nhái. Ông quên rồi, vợ Hai Nhái. Biệt danh là Bé Bự. Bé Bự vợ Hai Nhái hả? Dạ. Nhưng cậu tìm ông chi vậy cậu? Để thanh toán. Hả? Thanh toán à? Đúng vậy. Vì Hai Nhái đã manh tâm, dùng tiền để cướp đoạt. Người con gái tôi yêu làm cho tôi chịu khổ đau. Trời ơi, ngó xuống mà coi chị mới mấy ngày vắng mặt mà Hai Nhái tác hoài đủ mọi chuyện lăng nhăng. Bà Hai nhắn lại là ông liều mà giữ thân, đừng nổi máu dí xòm mà chẳng kịp ăn năn. Nên nhớ kể từ nay tôi cấm ổng không được tới quán thịt nữa. Cấm ngựa nữa. Nếu mà cãi lời tôi đó thì có bữa ăn loi. Nói vậy ổng giật người yêu của cậu hả? Ổng giật người yêu của tôi, bà tính làm sao? Ông thế vô được không? Gì? Thôi đi mẹ. Không quay cũng được, chỉ hơn mọc thôi chứ có gì đâu. Thôi tha cho con đi mẹ. Cũng tại ổng, cũng tại ổng giật người yêu của tôi mà tôi với nàng hai đứa phải xa nhau. Ôi, hoàn cảnh sao buồn quá. Tôi trẻ đẹp trai nhưng tôi lại càng tiếc. Ai biểu cậu nghèo chi?
già nhưng dư già. Ăn cắp tiền tôi không á. Lấy tiền mua tim để cho nàng phải ngại. Tôi biết nàng quay con chuồng vào xa. Thôi bỏ đi cho lòng cậu ơi. Nhưng biết làm sao tìm ra nàng ân tình. Giờ tôi quyết ra tay giành hạnh phúc. Nếu lão già sẽ ăn đòn. Trời ơi, sao tôi vô mỏ tôi về nè, trời ơi là trời. Kìa, ba, sao vậy nè? Trời ơi, tự nhiên sao xỉu ngang xương vậy mẹ? Thôi chết rồi, mình phải giọt gấp, nếu không khéo là mang quà vào thân, giọt mới được. Bà già này ngủ mau thiệt, mới đó cái ngủ rồi. À, ngủ làm sao nói chuyện với bà? Bà. Trời đất ơi, đâu phải ngủ đâu, bà sao vậy nè? Chết cha bà xỉu rồi. Hỏi bây giờ tính sao đây? Đúng rồi. Mình thấy mấy cô y tá có dạy mình bóp mũi. Bóp. Trời ơi, bà thở mạnh quá, cái tay nó dạt á. Trời ơi, không được. À, nhớ rồi, giữ tóc mai. Một cộng nè. Chưa chút nhích. Hai cộng nè. chưa cục kịch. À, vậy thì phải một chùm luôn. Tỉnh rồi, hay quá, một chùm mới tỉnh liền. Dạ con, thằng chùm nè. Ủa, thằng Tửng nè. Nó lộn rồi. Dạ tửng. Con ơi. Dạ con, ông mày đâu rồi? Dạ mày đi kiếm có gặp ông không? Dạ có sao. Mày đi kiếm gặp ông mà gặp ông ở đâu? Dạ con tới quán thịt ngựa đó. Trời, cũng có quán thịt ngựa nữa. Dạ mày thấy ổng đang làm cái gì? Dạ con nghe lời bà dặn á, con tới quán thịt ngựa cái con gặp ổng đang ngồi ở trong á. Ổng đang ngồi ở trong? Dạ. Mà ngồi với ai? Ngồi với một cô đẹp lắm á. Trời ơi, trời ơi là trời. Mới tảng sáng ra quán thịt ngựa mèo mở rồi, mày thấy hai người làm cái gì? Dạ con thấy ông ngồi mà cô đó cũng ngồi nữa. Chỉ có điều lạ là hai người ngồi chung có một cái ghế. Nghĩa là đùi kề đùi. Hả? Để con tả hình dáng cô đó cho bà nghe nha. Mặt mày cũng dễ thương, tóc thì quăng từng lọn. Cô mặc cái áo gì? Trời ơi, tức quá, cái áo gì mà nó không có cái quần hả bà? Áo đầm phải không? Áo đầm, đúng rồi, áo đầm. Hai người vừa nói chuyện vừa cười có vui lắm. Thỉnh thoảng cái hai người châu đầu lại nè. Châu đầu lại. Dạ. Châu đầu lại làm cái gì? Dạ con không biết làm gì nữa. Chỉ thấy con rút. Như là đá dế vậy đó. Trời ơi. Như đá dế vậy hả con? Dạ đá dế à. Trời ơi. Nó đá dế là bà chết con ơi. Ủa sao kỳ vậy? Chết làm sao bà? Có nghĩa là ông của mày á, là đang tù tì tú tí, bất kể sự đời. Quên nhà, quên cửa, quên cá vợ hiền, quên chuyện làm ăn, chỉ còn thích lăng nhăng với con nhỏ tóc quăng. Sao mày lại không lại nuôi đầu ổng vậy? Kéo ổng về đây gặp mặt tao ngay. Chắc con đầu con nghe con tới ngay bàn, về tay nói nhỏ cho ông biết rằng bà từ dưới quê đã trở lên đây cần gặp ông ngay. Nói xong con thấy mặt ông tanh như mực, ông biểu con về trước đi rồi ổng về liền.
bà. Bà mới lên đó hả? Ủa, bà nói với tôi bà đi nửa tháng mà sao bà về sớm vậy? Lên sớm chứ, về sớm chứ. Về để biết ông tác tệ tới mức nào để còn ngăn ngừa chứ. Trời, nói câu nghe dư. Tôi mà tác tệ hả? Bà nói sao? Tác tệ cái chỗ nào? Không có hả? À, vậy ta hầu sát có giận đi đâu? Tôi đi... Đi đâu? Đi đâu? Đi nhậu chứ đi đâu? Thành thật khai báo, tốt. Không tốt sao được. Nói thiệt với bà, thật chưa chắc nào ngon hơn này mà. Nói cái gì nói thật không sợ ai hết. Chưa ai hơn này, mà này cũng chưa hơn ai. Vậy chưa nha. Ai ngon hơn này. Vậy ông đi nhậu với ai? Đi nhậu mình chứ đi nhậu với ai? Thiếu can đảm, hèn hạ, không dám thú nhận. Chưa chắc thiếu can đảm, hèn hạ. Đây nè, tôi nói với bà tôi đi một mình. Đi một mình hả? À. Vậy thì ông phải trả lời cho tôi biết. Ừ. Cái bộ đồ đầm này ông may cho con nào? May cho con nào? Bộ đồ đầm nào? Bộ đồ đầm nào? Thôi, ông đừng có chơi nữa. Trong khi tôi về quê tôi làm ruộng, ông thấy không nè, chân tôi nứt nẻ, tay tôi nó chai ngắt à. Vậy đó mà ông không thương. Ông ở trên này, ông đông băng, ông thay đổi, ông sánh lòng phụ nhân. Cửa nhà ông chẳng thèm trông, ông say mê mắt biết ngồi hồng, ông quên nghĩa vợ tình chồng. Chắc ông cầu cho tôi mau chết sớm, để ông rảnh ráng đi theo tình nhân. Đừng buồn sau khi gian chê, lá trên cây cũng rụng về cõi mà thôi. Không, tôi không thể nào chờ đợi cho tới khi lá rụng được. Vì lá rụng là lá rách, lá nát, lá xì ra, không biết chưa. Mà tôi muốn ông ngay bây giờ phải chấm dứt cái trò ông muốn. Còn nếu như ông muốn tù tí tú tí với mấy cô đào nhí thì tôi với ông kể như đuôi ngà chia lìa. Bà hâm dọa tôi đó hả bà? Không à, tôi không hâm dọa xuống mà tôi sẽ thân hâm. Tôi sẽ về quê cho hai bên họ hàng được biết những hành vi vô đạo đức của ông nè. Trời ơi, nhà đôi mà còn sống đổ, còn mê mẩn với những trò đánh gió nữa. Trời ơi, thiệt là xấu hổ quá đi tôi. Ông ơi, sao ông không chịu soi mình trong gương để thấy năm nay tóc ông đã điềm xuân rồi. Tóc bạc thì nhuộm lại mấy hồi. Vậy, ông nói sao? Nhuộm tóc hả? Nhuộm cho trẻ để cặp kè với cái con bồ nhí của ông đó hả? Bà này sao kỳ quá chừng à. Tôi vui chơi nhưng mà tôi không quên bà thôi chứ. À, té ra là cái phận đàn bà của tụi tôi chỉ biết trông chờ đợi thôi phải không? Chờ hoài cho tới cái mặt nó dài ra cho nó thị già dòng giếng phải không? Còn mấy ông thì cứ việc bay nhảy tự do. Khi nào chán ở ngoài đường á thì quay về nhà rồi có mấy con mẹ già này nó hầu hạ phải không? Khỏe tiền bạc khi đã mang thầm mấy quấy thì mấy ông tử an ủi là thôi ta về ta tắm ao ta phải không? Nhưng dù cho ao nhà này có đục thì kể từ đây cũng không chứa kẻ bạc tình. Nếu như ông thấy rằng ông không thể quên được những loài hoa cỏ thơm được thì kể từ nay thì sao? Lắm lùng đóng cửa cho ông ở ngoài hè mà vui thú với cổ quan. À, nếu vậy bà nhất định đuổi tôi phải không? À, đuổi tôi đi. Đi cho bà coi. Đi hả? À. Giỏi thì đi đi, đi cho thiệt xa, đi cho khuất mắt bà. Nghe chưa?
á, đừng bao giờ trở lại. Đừng có vài bữa đáo qua đáo lợi rồi năn nỉ, nghe chưa? Khuya mới năn nỉ, đã đi thì đi thiệt xa. Đi đi, đi cho quất mắt bà, đi cho thiệt xa đi. Tùng, ê, có đi thì đi luôn, chớ mong mà trở về. Và mà còn gì, và mà còn mấy mấy nàng búp bê, không còn chồng vợ, không cần nhà cửa, vậy thì tao phá bách luôn. Chết con rồi ông ơi, ba quăng hai cái nồi. Một nồi cơm to, cùng nồi thịt kho, ba đập luôn chén gì. Hai ông bà cùng dân, cái gì cùng đập lấy gì con ăn đây. Ông bà ơi, không có ăn uống gì hết. Bà muốn phá thì cứ việc phá đi, phá cho đã đi. Tôi không thèm ở cái nhà này nữa, tôi đi luôn. Tẩn, nhớ từ đây về sau không có được kiếm tao nữa nghe mày. Dạ ông ơi, vậy tháng này ai phát lương cho con? Kêu bà mày phát đi. Đuổi bà nói bà không có tiền, con biết kêu ai giờ. Mấy tháng trước lần nào con hỏi bà thì bà cũng chỉ qua ông hết đó. Nhưng kể từ bây giờ tao không còn ở cái nhà này nữa, coi như tao không còn trách nhiệm nữa. Ủa, tao sẽ tự do, không còn bị lệ thuộc vào cái xó nhà này nữa. Tao sẽ đi, tao đi. Ông tính đi đâu vậy ông? Đi tới quán thịt ngựa chứ còn đi đâu nữa. Ông ơi con tính vậy nè, coi như tháng này lương con bị xù rồi thì ông bù cho con cái áo đầm này nghe không? Đâu có được, cái áo này là tao mai cho bù nhí của tao, để tao tới tao tặng cho nàng, nàng sẽ tặng lại cho tao những chiếc hôn, ôi những chiếc hôn nóng bỏng. Trời ơi, thế bất ngờ ông coi cái bao tử của mình còn tua những cái chiếc hôn của bù nhí ông nữa. Tấn, ông về đâu rồi? Dạ ông ôm cái áo đầm đi mất rồi. Trời ơi, Tấn ơi, mày nghĩ coi. Ông cải tủ của tao lấy tiền lấy bạc ăn xài phung phí ở trên rồi, bây giờ làm sao tao có tiền tao mua sắm, tao có tiền để tao đi chợ, rồi tiền ở đâu mà tao trả lương cho mày? Trời, cưng nè. Trời ơi, quà hả? Ừ. Mà quà gì vậy? Em đoán thử coi.
để em đoán thử trí thông minh em coi cái gì kìa. Cái ông lò phải không? Vô cùng lãng nhắc không tặng cho người yêu tặng ông lò vậy. Dưới đem lên đây có cái ông lò chứ gì đâu. Không phải ai mà tặng ông lò? Phải rồi, hay là cái giỏ đi chợ phải không? Chặt luôn. Làm sao mà tặng cái giỏ kỳ vậy? Ủa, không là... phải. Không phải hả? Vậy chứ cái gì? Cái gì đâu, đưa coi coi. Để cho coi nè. Cái gì? Đây. Cái gì? Một chiếc áo đầm. Áo đầm. Phải rồi, một chiếc áo đầm mô đen. Rất đặc thời mà rất đặc đẹp. Vì anh biết tánh em thích mặc cách dễ phe gặp mùi thon. Cái giỏ này gì nên anh không ngang tôn kem biết em đừng của anh sung sướng. Nếu em thấy hài lòng thì em chỉ ấn tượng cho anh vài cái hùng. Anh đúng là mắt em khi nhìn thôi không có nhìn lầm. Khi vừa thấy anh em đã biết anh chính là cục cưng. Vì sao? Thưởng nha. Thưởng gì thưởng đây? Nè. Thưởng cho anh nhiều cái hôn này nha. Bên đây nữa. Chịu không? Chịu rồi. Đã quá đã. Trời đất ơi. Lý Lan ở trong quán thịt ngựa của Ngộ chớ. Mà quán thịt ngựa này cũng là thiên lường chớ bộ. Đúng vậy không nào? Đúng rồi, quán thịt ngựa là thiên đường. Đúng rồi, trước đây Ngộ có nói rồi đó, Lý mà vô quán thịt ngựa này á thì Lý sẽ khó quên được lắm. Bữa nay vui phải ăn uống cho tới quá cần câu nghe. Rồi, bây giờ cho rượu Mã Bính Tửu đi. Có Lý muốn uống Mã Bính Tửu à? À chứ sao? Lý có kêu mồi gì thêm không? Có chứ. Thôi có mồi đặc biệt này rồi, khỏi cần thêm cái gì nữa hết á. Mồi này là quá ngon rồi. Tốt quá à. Lý xin thịt ngựa nhiều quá ha. Thôi im đi. Rồi tới lửa rồi. Lại cái thằng chú La Tình với cái thằng tài xá lang hay cái thằng quý sư. Ông chủ đâu? Dạ. Rượu. Rượu đâu dạ? Ông chú hai lý uống chưa có trả tiền ngộ bên đây còn lời uống nữa hả? Từ từ tôi trả. Bây giờ ông có bán hay là không? Bán thì bán chứ làm gì dữ vậy? Poki, cho bạn cậu tu, rượu đi, Mã Bính Tửu. Nhảy ơi nhảy, uống nữa đi cưng, uống đi. Lại những tiếng cười lanh lành, tiếng reo vui của những kẻ đang vui. Ôi những tiếng cười như nhát dao quang, nghiền âm thầm rạch nát tim ta. Men cay vẫn đậm như mà lòng còn giá. Còn thôi cũng muốn gặp nhau, biết bao nhớ thương trong nghề già mà người ta nỡ nào xa lạ. Họ chẳng vẹn câu ước hẹn, không lẽ bây giờ ta lại nhận tâm cướp đi tuổi mộng của người tri âm. Mày buồn làm gì?
Mày không nghe thiên hạ nói hả? Tao nói thế nào? Người ta nói là tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Tình xôn xao như hạt nắng trên cao cho lòng mình mang mang như làn khói. Tình trôi qua như là giấc chiêm bao, ôi tình đầu bỡ ngỡ cơn mộng du. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Tình cho đi cho từ lúc quen sơ, cho thật nhiều cứ ngỡ chưa hề cho. Tình cho đi nhưng chẳng nói năng chi nên ngập ngừng mãi mãi, ôi tình cần. Ô tình một ngày thì xa, ôi tình nhớ, ô tình gần rồi thì cứ nói vu vơ, nhưng mà lòng thì vẫn cứ như mơ, và người tình thì vẫn cứ như thơ. Tình là tình tìm nơi đâu cũng thấy, tình gặp rồi nhiều lúc có như không. Chiều hôm nào trên đường phố anh qua, anh tình cờ quen em bên hàng ước. Hàng mi thanh rơi làn tóc em xanh, cho đường chiều xao xuyến giấc mộng lành. Rồi tình chợt bừng lên như lơ nóng, rồi tình là một tiếng sét tinh không. Này em ơi, có phải lúc ta yêu ta vụng về chơi với trong biển khơi? Này em ơi, em đẹp quá đi thôi, áo học trò trắng xóa trong lòng tôi. Ô kìa tình nào chờ em nơi đường vắng, ô kìa tình nào đẹp những ngón tay đàn. Nên tình mình đành mãi đứng xa trông, nhưng mà lòng thì vẫn cứ như mơ. Lại một lần tình có. Dài, có là cũng như không. Nhái, nhái ơi, nhái uống nữa đi nhái. Uống mẹ uống đi. Uống mẹ uống đi. Không, không. Ta không muốn nghe những tiếng cười la lùng ta cách đó. Ta không muốn nghe, ta không muốn nghe những tiếng cười đó nữa. Nên đi. Cười đó, cười lại chơi nghe. Quậy ơi, quậy. Chết quá rồi, trời đất ơi, bể tất cả rồi, trời đất ơi, chết tôi rồi. Tao sẽ quậy cho banh cái quán này luôn. Quán thịt ngựa hả, tao cho thành quán thịt trâu luôn. Ôi, trời đất ơi, chết khổ rồi, banh cái quán của khổ rồi, trời đất ơi. Anh chạy rồi. Rồi. Anh chạy hả? Mày ông tôi. Nè, anh kia, tính chạy hả? Dạ đâu có chạy. Dạ em kính chào sư huynh. Nè anh nói cho đàng hoàng nghe chưa. Dạ thằng bạn em nó sai quá rồi. Dạ dạ xin đại ca thông cảm. Của anh nữa. Ai là đại ca của anh hả? Tài ơi, mệt quá. Tao mệt quá Tài ơi. Nè anh đỡ bạn anh vậy coi. Vậy đi mày. Vậy ơi. Dạ dạ thưa sư huynh, nó mệt quá rồi, em đỡ không nổi. Dạ dạ xin cho em nằm kế đó luôn. Quán đâu? Dạ. Nè ông xin. Dạ. Quán ông buôn bán như vậy là không đàng hoàng hợp lệ. Dạ đâu có anh này. Đừng ngộ, quán ngộ đâu có làm gì bậy bạ đâu chứ. Không bậy bạ. Ông đã vi phạm luật pháp quá rõ ràng. Trùng quán đèn rất mờ, rất tối. Chắc là ông muốn tạo ra cảnh lờ mờ tâm tối để dễ dàng che giấu những hình thức buôn bán không lành mạnh chứ gì. Dạ lâu có dữ vậy, làm gì dữ vậy. Ngộ không có làm gì bậy bạ hết. Lèn mờ mờ này do ngộ có tinh thần tiết kiệm liền ngó chứ. Thôi đừng có diễn cớ nữa. Tất cả quá rõ ràng. Chúng tôi yêu cầu ông là ký tên vào biên bản. Biên bản là cái gì vậy? Ông dẫn mặt cái tôi đó hả? Dạ. Ngộ biết rồi, ngộ biết rồi. Anh hai thông cảm nha, bỏ qua ha. Anh hai nhắc nhở như vậy là ngộ biết rồi. Ngộ là người biết liều mà. Nè, ông vuốt cái gì vô mình tôi vậy? Dạ, cái này có chút linh mà anh hai. Cái gì? Dạ, cái này là ngộ gửi anh hai. 100,000 sẽ chơi. Ông làm cái gì vậy hả? Được cầm lấy đi mà. Ơn của anh hai không bao giờ ngộ quên. Ngộ lấy là người buôn bán nên ngộ vẫn biết già lăng. Anh hai à, bữa nay xin hãy làm lơ cho ngộ mà. À xin, ông đã làm chuyện bậy.
giờ còn định âm mưu lấy tiền ra để mà hối lộ. Nếu ông coi thường luật pháp thì tội kia càng chất thêm nhiều. Dạ. Xin anh ơi mở lượng hải hà, Ngộ là kẻ biết điều mà. Nếu anh ấy biết thì Ngộ sẽ chi thêm. Dạ, bao nhiêu đây? Dạ 200 ngàn. Xin anh ấy cứ cầm. Số tiền này sẽ bị tịch thu. Tôi sẽ ghi vô biên bản cho ông bỏ cái thối hối lộ. Dạ trời ơi chết Ngộ rồi. Dạ xin anh ấy thông cảm bỏ qua cho Ngộ. Ngộ là người buôn bán đàng hoàng mà. Buôn bán đàng hoàng? Ông xin, ông quay kìa. Dạ, mấy người kia ôm với nhau xà nẹo như vậy mà ông cho là đàng hoàng đó hả? Ê, trời đất ơi, chết Ngộ rồi, trời ơi, nhảy ơi, nhảy ơi. Buông ra lẹ lên, ông lỗi bà lỗi ơi. Buông ra giùm con đi, trời đất ơi, tới lúc này mà còn ôm cái gì nữa. Chết cha cái quán thịt ngựa của Ngộ rồi. Tao sống về với Ngộ, một lần tu tẩn tới già, vừa mất sức khỏe, lại vừa xấu hổ với bạn bè cô bác nữa thì khổ quá chứ. Cháu cũng vậy, cháu cũng sẽ bỏ rượu để lo chuyện làm ăn, chứ xa đà như vậy hoài có khi sẽ còn tệ hại hơn. Cũng may nhờ có mấy ảnh tận tình giúp đỡ, vừa rộng lượng đã vừa hướng dẫn cặn kẽ. Đúng rồi, thôi từ rày tao chừa là để sống dai đó, chứ tao làm hoài cái giọng này chắc chừng 2 năm nữa tao tiêu tùng. Còn chú mày chừa là để tạo cái tương lai, nghe chưa? Dạ. Anh Tú. Tú à, mày muốn nói gì thì nói, tao về trước à. Mày bỏ tao về trước hả? Anh Tài, xin anh đừng giận tôi. Tôi xin lỗi, tôi đã lợi dụng tình cảm của anh để. Thôi, bây giờ tôi không muốn nhớ gì nữa hết á. Nếu cô có lòng tốt á thì hãy nghĩ đến bạn tôi kìa. Chào cô. Anh Tu. Cô còn gọi tôi để làm gì nữa? Không. Anh Tu ơi, em biết anh còn mang vị đắng cay đầy tràn trong tâm khảm. Nhưng anh hãy thứ tha cho người con gái đã biết tuôn rơi bao dòng lệ mau. Vì hối hận ăn năn đã nhẫn tâm quên bỏ một mối tình sâu để chạy theo tiếng gọi kiếm tiền. Chỉ vì em sợ em lo một tương lai màu khóe mắt với mong muốn một ngày nào đó được nhung lụa dây quanh. Tình của anh như núi như sông, em vẫn ước mong mà vì sợ khổ nên cứ quay lưng ngoảnh mặt. Bây giờ em mới hiểu ra rằng hạnh phúc chỉ có khi đôi tim chung nhìn thấy đời. Anh Tú, dù nghèo nhưng có tình yêu chân thật vẫn giúp cho mình vượt qua bao nỗi khó khăn. Em đã quyết định rời xa chốn cũ, em đang tìm việc làm để dựng lại tương lai. Anh Tú, anh hãy tin em và tha thứ cho em nha anh. Anh tin em, Magellan. Đừng có kêu em bằng Magellan nữa, anh hãy gọi em là Lan đi. Lan, chúng mình sẽ cùng bước bên nhau, anh tin rằng không có khó khăn nào cản chân được ta, phải không em? Cô cậu tính vậy là hay lắm. Tôi chắc chắn là thế nào hai người cũng đạt được hạnh phúc dài lâu. Thôi bây giờ tôi về trước nghe không? Về sớm sớm cho vợ tôi ba mừng tốt nghiệp. Tới bây giờ tôi mới thương bà vợ già của mình quá xa. Sao nhà cửa vắng que vậy nè?
Bà nó ơi, bà bé bự ơi, tỉnh ơi tỉnh. Ủa đâu rồi kìa? Má này, mình ơi. Dạ dạ dạ. Ủa ông trời, ông ơi về không? Con mừng quá trời quá đất luôn á. Dạ tại vì đã mấy bữa con nằm co không có được ăn no. Hèn chi mặt mũi thấy buồn so. Dạ nhà hết gạo hết tiền đi chợ, còn cứ phải nằm chờ cho nên thân thể bơ phờ. Ôi vậy chứ còn bà mày đâu? Đợi tới bà thì còn lâu. Bà đi tối ngày sáng đêm. Trời tao vắng mặt mà bà đi đâu vậy? Bà chẳng có nói gì để lại lá thơ trên bàn. Đâu, đâu, đưa cho tao đọc coi. Nè, nè, đó, ông đọc đi, ông đọc đi ông. Gửi ông hai nhái, để đúng với câu nồi nào úp dùng nấy. Tôi khuyên ông hoài mà ông không chịu nghe. Dẫn chứng nào tật nấy, cứ nhậu lưu bù, nhậu dài dài, nhậu hoài hoài, nhậu mãi mãi. Vậy thì, bắt đầu từ bây giờ trở đi, tôi cũng nhậu đều đều như ông, cho đúng với câu nam nữ bình quyền. Tại bút muốn tìm tôi hãy đến quán thịt dê chín món của lão Ba Sồn. Chào ông, ký tên bé bự. Thì ra bà đi nhậu. Đúng rồi, bà học theo câu ông ăn chả thì bà ăn nem. Gia đình người ta hễ ông ăn chả thì bà ăn nem, còn gia đình tao thì ông ăn thịt ngựa thì bà quật thịt dê. Trời ơi.